tận cùng ở cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu. Tận cùng ở cuối cơn đau, ai trông ngóng ai đêm dài thao thức. Đợt tình giờ đã chia đôi, em cũng đau như anh vậy thôi. Tình nào mà chẳng phải vui, đôi ta có duyên không phận anh ơi. Thì bảo khi khách vừa gọi thì tạm thời không liên lạc được. Nếu không phiền sẽ cuộc gọi này vui lòng thực hiện được các bước. Vui lòng xóa số, xóa tên, nếu lỡ thôi rồi thì tập quên. Xóa số, xóa tên, từ nay về sau đừng gọi đến điện thoại em hết pin. Có thể coi là bình thường, nhưng gần một tháng không gọi được em thì gần như mất đi phương hướng. Anh không thể hiểu lý do nào khiến em ra đi. Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân, nhưng em buông tay vì biết gì. Anh đã thử, anh thử cách trốn chạy nỗi đau, lướt Tinder và lên Facebook hoặc cố tỏ ra là mình ngầu. Kết quả thì vẫn như vậy, nỗi buồn này chẳng vơi đi đâu. Người ta đến bên anh khi vui, khi em buồn còn đâu thầu. Mấy cô gái mà anh trò chuyện không ai làm được như em cả. Chẳng ai khóc nấc vì anh mỗi khi xảy ra cuộc cãi vã, nhưng cũng vì vậy mà tầm 3 ngày từ lúc làm quen. Thế mà ngày từ nay về sau mấy khách không được gọi đến. Trong túi chạy một mạch thật nhanh và tất nhiên đầu ngẩng không cúi, băng qua từng con hẻm từng đoạn đường dù dài lấy thế anh thuộc hết đến từng cái tên. Vì làm sao quên lời em đi về, cuối cùng dừng lại trước nhà anh đến bấm chuông. Chỉ khác là hôm nay không thấy em mà mẹ đi xuống, chưa kịp nói xin lỗi vì hôm nay đến làm phiền muộn. Mẹ kéo cửa ôm chầm lấy anh như thể giải phóng một vạn nỗi buồn. Anh còn không biết hiểu chuyện gì khiến cho hai mắt mẹ sưng to. Nếu anh lỡ làm gì sai thì cùng tắm mẹ hơi nhăn nhó. Từ phía xa bố em tiến lại, sự thật nhưng sẽ đánh bên ai một chiếc bàn tải đã cướp em đi và chẳng bao giờ quay trở về lại. Thậm chí anh còn không kịp nói lời chào, vài cười đã may không có người mặc, giờ phải mang đốt hay sao. Tìm mua thêm thuốc ngủ, hộp cũ anh dùng đã vơi. Nhắm mắt chìm vào bóng đêm, anh biết bên kia có em đang đợi.